Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio. Ở trong clip ngày hôm nay, bên em giới thiệu một mẫu chép kèn mới của bên em, mẫu chép kèn 450 của NZ. Sản phẩm như trước mắt quý vị các bạn đang theo dõi đây, bên em có hiện tại đang bỏ ra 12 cọc để giới thiệu trong clip ngày hôm nay. Sau đây em sẽ đi quay chi tiết sản phẩm này và em có báo giá luôn trong clip để anh em mình cùng tham khảo. Chép kèn NZ cho công suất đánh 80W, trở kháng 8 ohm, sản phẩm chính hãng của NZ, model HG120-5S. Với anh NZ, anh ghi công suất thế này là mình thấy là trung thực, là đúng. Với cái chép kèn thì 80W là hợp lý với chép kèn 450 như này. Vì nhiều hãng thì hay ghi to hơn, ảo hơn, như con NZ này thì ghi là trung thực. Và em sẽ quay cái côn bên trong. Một cái đít bằng nhôm anh em nhé, cái đít này bằng nhôm. Đít bằng nhôm, anh em có thể kiểm chứng. Và côn kèn đấy. Côn kèn là 44 ly. Côn kèn 44 ly thế này thì nó thuộc phân khúc kèn 450. Và cái viên lâm châm, viên lâm châm nó khoảng được 11 phân 7 ly, 11 phân 7 ly anh em nhé, chưa được 12 đâu. Mọi cái ở cái mâm côn thì có cái bằng vành đồng, con này thì nó lại vành bằng cái thép trắng luôn, không phải vành đồng. Và lòng này là dòng phễu xoáy là vừa. Đã là phễu xoáy thì tất cả các dòng xoáy thì đều là vừa hết anh em nhé. Như vậy con kèn NZ 450 này thì anh em ghép với loa bát côn 75 là hợp nhất, bát từ thường hoặc bát từ neo đều được. Và anh em có thể chơi con này với một cái phễu nữa để mình chơi rời. Anh em nếu mà phễu nhựa thì bên em có loại 15 x 32, con này ghép con 15 x 32 là được, hoặc có nhỏ hơn là 11 x 28. Hai dòng nó đem đều có hàng nhá. Khi anh em mua một đôi củ kèn NZ có giá bán là 750 một đôi, được bao ship toàn quốc và được tặng tụ trở, tặng hai tụ và hai trở anh em nhé. Đây cái tụ ấy, tụ và trở anh em đều tặng hết. Mua một đôi củ được tặng hai tụ và hai trở, và khi anh em mua cả kèn cả phễu thì được tặng 4 tụ và 4 trở. Phễu nhựa có kích thước là 11 x 28, 100.000 đồng một đôi. Phễu nhựa 15 x 32, giá bán 200.000 đồng một đôi. Và anh em mua loại nào thì anh em liên hệ bên em. Và em sẽ hẹn các bác ở một clip test nhạc sau, vì clip này em mà test nhạc nó sẵn hơi dài. Và xin chào các bác và cảm ơn các bác đã theo dõi video của Huấn Audio. Để được tư vấn và mua sản phẩm, anh em gọi điện trực tiếp cho em qua số máy 0904 61 23 23. Và xin chào các bác.